tự tin cầm vào 1014 vỏ mát bị dí bắn sứt mặt. Ôi giời ơi, tổn thương làm người trọng của một con chim cánh cụt. Tôi quyết định lên đời cho M1014 thành khẩu súng siêu cấp, không phải 7 level mà tới tận 8 level. Hiệu ứng mạng cuối đỉnh quá. Hoán đổi chỉ cho súng cơ à? Khó vậy cũng nghĩ ra được. Mới tưởng tượng thôi đã thấy sướng rồi. Cầm vỏ mát cứ gọi là hết nước chấm. Ôi giời, tưởng tăng đan, tăng chiến giáp à? Con bọn cặp này trông hơi phè nhỉ. Im, tất cả trật tự. Hãy nghe tôi phân tích tại sao khẩu M1014 huyết hỏa lại đáng đồng tiền bát gạo đến thế. Súng thì phải có chỉ số, mà chỉ số của M1014 huyết hỏa thì đúng không chê vào đâu được. Cộng 2 tốc bắn, cộng 1 xuyên giáp, trừ 1 tốc độ di chuyển. Quả là chỉ số đáng mơ ước cho một khẩu shotgun. Bạn nghĩ rằng tăng sát thương thì bắn mới giòn? Không, tăng sát thương xưa rồi. Nếu muốn tốt nghiệp lớp đào tạo súng Free Fire thì phải chơi ngay một khẩu xuyên giáp dẹp cả mát. Đoạn này hơi số má phân tích một tí, anh em lấy giấy bút ra nhá. Cùng một lượng sát thương, nhưng tăng sát thương bình thường thì các bác phải xẻ hết giáp rồi mới đến người. Nhưng có xuyên giáp trong tay thì các bác chẳng cần xẻ hết giáp, sát thương vẫn chạm đến người địch, hạ gục địch nhanh như chớp. Nếu chỉ số kia chưa đủ làm hài lòng anh em thì Mr. Wago xin gợi ý một vài combo nhân vật giúp tăng khả năng sát thương của M1014 huyết hỏa. Anh em có thể kết hợp combo Kono, Caroline, Luna, Hayato. Với tốc độ di chuyển nhanh, lượng sát thương khủng, đồng thời có thêm giáp che chắn của Hayato và Kono, cầm thêm cỏ M1014 huyết hỏa với 2 tốc bắn, 1 xuyên giáp, thì tôi cân cả bản đồ cho anh em xem. Bác nào mà hay chơi tử chiến thì nhất định đừng bỏ qua combo Ngộ Không, Dasha, Luna, Hayato, giúp hạ cục mạng liên tục nhờ tăng tốc bắn và tăng tốc độ di chuyển. Thêm kỹ năng xuyên giáp của Hayato nữa thì đúng là không có địch nào đo lại nổi. Hoặc thích leo rank thì có thể thử combo A124, Kelly, Hayato, Arthur. Ngon thế này mà anh em còn chê nữa thì phụ công tôi đã nghiên cứu cho ra 8 cấp độ với các hiệu ứng độc quyền chưa từng có luôn. Với mỗi level nâng cấp, M1014 huyết hỏa sẽ mở khóa quyền lợi hoặc khả năng đặc biệt. Như với level 3 và 4, bạn có thể mở khóa khả năng đếm số mạng hạ gục và hoán đổi chỉ số với M1014 long tộc. Nếu bạn đã sở hữu cả hai khẩu súng, level 4 cũng giúp hoàn thiện chỉ số súng của M1014 huyết hỏa này. Đặc biệt, dù không tăng chỉ số tốc độ thay đạn, nhưng khi được nâng cấp đến level 6, khẩu súng sẽ có thêm kỹ năng tốc độ thay đạn khi băng đạn chỉ còn 3-4 viên. Với khúc này thì đạn thay nhanh đến độ bạn sẽ tưởng như là mình đang dùng băng đạn không đáy vậy đó, bắn mãi cũng chẳng hết được. Còn muốn có một cặp cực ngầu này xuất hiện thì bạn hạ gục mạng cuối cùng và Buya thì nhớ là phải nâng cấp M1014 huyết hỏa này đến level 8 nhá. Nhưng có một cặp này hay ở chỗ ở đuôi cũng có hiệu ứng đạn bắn ra các bác ạ. Ổn áp chưa anh em, vì có quá nhiều đồ ngon nên với tôi ngoại hình khẩu này thì nói ra lại khen hơi quá, chứ anh em phải vào thực chiến mới thấy cầm trên tay ngầu đét. Với thiết kế lấy cảm ứng từ những chiến binh bọ cạp dũng mãnh, khẩu súng được tạo hình với những đường nét mạnh mẽ, hai vào đỏ đen kết hợp thể hiện rõ sức hút của một bad boy chính hiệu. Nói nãy giờ hơi khô cổ, không biết anh em còn cần biết gì nữa không, chứ mà M1014 huyết hỏa này mà không chơi thì chơi súng gì nữa. Sắp ra mắt nhé, anh em chuẩn bị vào việc luôn nhỉ. Bye bye. Free Fire ngày mai có gì, subscribe là biết.